Ban chỉ huy quân sự huyện Trảng Bom vừa tổ chức khai mạc hội thao thể dục thể thao quốc phòng đối với lực lượng dân quân tự vệ. Trong lực lượng vũ trang năm 2024, có 225 dân quân tự vệ là lực lượng của 17 xã thị trấn trên địa bàn huyện đã về tham gia hội thao. Nội dung gồm các môn như thi phối hợp bắn súng tiểu liên AK bài 1 và 2, ném lựu đạn xa, trúng hướng, chạy vũ trang 3.000m đối với nam và 1.500m đối với nữ, bơi vũ trang cự ly 50m và thi võ thuật chiến đấu, đồng diễn động tác tiến công, phòng thủ cơ bản, đánh bắt địch tay không, đánh địch có vũ trang. Hội thao nhằm thống nhất về nội dung tổ chức phương pháp thực hành đối với lực lượng dân quân tự vệ, qua đó nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy, quản lý huấn luyện thể lực, hiệp đồng chiến đấu, nâng cao khả năng cơ động và sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân sát với tình hình thực tế tại địa phương. Đồng thời qua hội thao sẽ tuyển chọn ra đơn vị xuất sắc để cử tham gia hội thao cấp tỉnh.